Rồi mình kiểm tra cái chắc thế à? Không chập, không chập, không chập. Sợi đốt vẫn thông này. Đèn bình thường. Đèn bình thường. Đèn bình thường nhưng mà kiểm tra con tủ này. Để thang đo 1K này. Tủ này. Chập này. Tủ chập này. Tủ chập hai chiều đều về không, thang đo thông mạch luôn, thông mạch này, thông mạch này. Đây là nguyên nhân chết cầu chì là do thông mạch, cầu chì thông, cầu chì bị đứt. Thì đứt. Cậu chỉ bị đứt. Như thế là vẫn vào nguồn nhưng mà không chạy là do cầu chỉ tụ chập, làm cho cầu chỉ cao áp bị đứt. Nó không cấp nguồn cho cái đèn đèn cao tần microwave. Lò này là lò Electrolux.